Kênh Nhà Nông Miền Tây kính chào. Nhận xe phương tiện của bà con mình đổ về nữa rồi đó, thì rất là mừng ha bà con ha, rất rất là mừng với cái thông tin này luôn đó. Thì tiếp tục hàng xuất khẩu của chúng ta ổn định, tăng giá trở lại, bà con mình đỡ khổ rất là nhiều luôn ha bà con ha. Rất là vui khi được báo những cái thông tin này đến cho quý bà con đó, chứ mà giá thấp hoài, ảm đạm hoài thì Tết này mất vui đúng không bà con. À, thì hiện nay giá thanh long tại miền Tây, thanh long ruột đỏ loại 1 là từ 14 tới 15 ngàn, loại 2 là từ 9 tới 10 ngàn, loại 3 là từ 5 tới 6 ngàn, hàng giặt từ 1 đến 2 ngàn đồng. Thanh long ruột trắng miền Tây mua xô là từ 7 tới 9 ngàn đồng nha bà con nha. Giá này là giá về vựa nha bà con. Tiếp theo ở Bình Thuận, giá về vựa thanh long ruột trắng, bò đẹp là 12 ngàn, 11 ngàn và 10 ngàn, bò sàng là 9 ngàn, 8 ngàn và 7 ngàn, hàng giặt là từ 2 đến 3 ngàn đồng. Thanh long ruột trắng mua xô từ 7 tới 9 ngàn đồng. Thanh long ruột đỏ Bình Thuận hàng đẹp giá về vựa là từ 14 cho tới 16 ngàn đồng. Đó, bà con nắm giá ngày hôm nay nha. Đó, giá tốt, bà con mình ăn Tết vui vẻ hơn đúng không nào. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh Nhà Nông Miền Tây. Hãy nhớ nhấn nút like và đăng ký kênh để theo dõi các nội dung nhanh chóng và dễ dàng. Xin chào.